Xin chào anh em, giới thiệu với anh em cây guitar acoustic hàng Nhật Bản cực kỳ là hiếm luôn nha anh em nha. Đây là dòng đàn electric, nó là dòng đàn điện, bên Nhật họ nói là dòng đàn điện anh em, electric. Kiểu dáng của nó anh em nhìn là thấy nó lại lai đàn điện đúng không anh em. Thùng nó là thùng nhựa cho anh em nha, thùng nhựa mỏng, dòng này nó chuyên sân khấu, nó gọn như là anh em mình ôm nó rất là tiện nha. Cái đầu đàn là cái kiểu đầu đàn điện nè anh em, nó giống kiểu đầu cái Fender anh em, dòng Mavic nó làm giống vậy nha anh em. Hãng đàn này anh em nào chơi đàn điện thì quen thuộc lắm, nó sản xuất đàn điện rất là nhiều, như cây này nó cũng gọi là đàn electric, cũng gọi là đàn điện nha anh em nha. Nó là vừa đàn thùng mình có thể chơi bình thường được và mình gắm âm ly chơi cũng được nha anh em nha. Tiếng nó ra EQ ra âm ly rất là mạnh, rất là hay luôn anh em. Thì cây đàn này là một cái dòng đàn rất là hiếm, ít khi nào anh em thấy trên thị trường mà có người này người kia chơi lắm. Dòng đàn acoustic đã hiếm rồi mà cái đầu thùng nhựa mà EQ zin theo đàn nữa nha anh em nha, còn rất là còn hiếm hơn nữa. Thì cây này cái đặc điểm của nó là cái cần của nó rất là êm, cần phím nó rất là êm và EQ nó ra loa rất hay, kiểu dáng thì độc đáo đẹp nè anh em thấy không. Cây đàn này mình thanh lý giá tốt nha anh em nha. Bình thường ở series này, đời này mà những cây đàn hiếm như thế này thì 4-5 triệu là chuyện bình thường anh em. Cây này giá nó chỉ có 2.500.000 thôi. Nói về chất lượng đàn thì tốt hoàn toàn nha anh em nha, cần phím êm, âm hay, EQ kết nối âm ly thì ok, ngon lành luôn anh em. Mình thanh lý vì lý do thứ nhất ngó chày xước nha, chạy xước chứ không có hư hỏng nha anh em nha, đảm bảo với anh em đàn nó không hư hỏng gì hết. Nó chạy xước vì đàn cũ mà nè, vận chuyển về nó chỉ có vết chạy xước trên mặt đàn sơ sơ thôi, nhìn tổng quan nó vẫn đẹp. Những vết chạy này vết chạy rõ ràng nhất nè, anh em có thể lấy một cái miếng dán gì đó anh em dán vô che mất nó đi, hình này cái hình kia rồi anh em che nó là nó đẹp thôi chứ không có vấn đề gì nha, đẹp hết. Rồi vấn đề thứ hai nữa là cái EQ của nó, EQ nhập thường á là những cái nắp cài của nó đó, kiểu lâu ngày người ta không dùng đến hoặc là người ta không quan tâm đến nữa anh em, nó rớt ở đâu người ta cũng chả để ý nữa, cho nên họ gắn một cái nắp khác để chặn cái pin lại thôi nha. Vẫn xài bình thường, mỗi lần anh em gỡ ra gỡ vô thì phải gỡ cái ốc ra rồi bỏ lấy cái pin ra thay pin khác vô vậy nha anh em, chỉ có vậy thôi là hai vấn đề nha anh em. Tại vì cái nắp pin hàng Yamaha với ông này là hay bị mất nhất, hay bị tuột ra anh em, nó tuột mất, không riêng hai này đâu, những cái EQ khác cũng vậy, nó hay bị rớt mất cái nắp lên nè, thì thường thường là chế cái nắp khác cắn vô hoặc là xài đỡ cái nắp nó đậy vô để dùng được cái EQ là được rồi, đại khái là vậy anh em. Thì hai vấn đề đó, một là vết xước ở trên đàn nha anh em, ở đây nó cũng xước miếng đó, mà nó nhẹ lắm không đáng kể nha, xước nè, và cái nắp EQ đã thay chế một cái nắp khác để đậy pin lại, chỉ vậy thôi thì nó rẻ cho anh em mình được một nửa giá của cây đàn, tầm một cây đàn chất lượng tốt, ngoại hình đẹp và nó hiếm như cây này mà giá nó chỉ có 2.500.000 thì rất là rẻ anh em. Anh em cho tổng quan cây đàn nè, đó rất là đẹp đúng không, đầu đàn nè, lưng nè, nhìn như cái đèn điện vậy nè, rồi ngon lành hết nha anh em nha. Ốc đeo dây thì có sẵn rồi anh em, ốc đeo dây ở đây họ bắt sẵn rồi. Lưng đàn đó, lưng đàn nó cũng hơi lướt xước nha anh em, không ảnh hưởng gì, tự nó màu đen xước cũng thấy thôi nè, nhìn nó bình thường lắm. Cái này thì làm lại cái nó đẹp như mới luôn, mà đồ zin sao để vậy đi, chả ảnh hưởng gì đâu, cứ chơi là ngon rồi, đàn này chơi là ngon lành rồi. Một cái đàn chất lượng nha, được thanh lý với giá rẻ 2.500.000. Mình sẽ quay gần cho anh em coi, test cần phím, test âm thanh và test cái EQ này khi nó kết nối với âm ly cho anh em nghe nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn em nhiều. Rồi anh em coi gần đàn đây nha anh em nha. Mặt đàn đẹp nè anh em. Nhiều năm mà đàn này nhiều chục năm mà anh em thấy nó đẹp quá, đẹp anh em thấy không? Nó đẹp nha. Anh em nhìn thấy những cái đàn mình treo sau lưng tường luôn anh em thấy không? Đó, nó chỉ có vết xước này thôi. Đó, những vết xước lấm tấm này thôi. Thì cái vết xước này anh em có thể lấy một cái hình dáng nào đó, lấy cái đồ để phím cũng được, thấy không? Cái hộp mà anh em để phím á, anh em để che cái là nó mất tiêu rồi. Đó, hợp mà anh em để phím rút phím ra chơi thôi, nó chả ảnh hưởng gì nha anh em nha, chút xíu chày thôi. Đó, với eo đàn đẹp nè, lưng đàn nè, nó nó cũ, nó lướt xước nhẹ nhẹ vậy thôi, nhưng màu đen thì nhìn không thấy đâu. Rồi cái EQ của mình đây nè anh em, EQ đó, pin lắp vô đây thôi, anh em muốn thay pin thì mở ốc ra rồi gắn pin vô dễ vậy thôi nha anh em nha, nó đơn giản chứ không có khó khăn gì phức tạp gì hết. EQ là EQ zin của đàn cho nên tiếng ra loa rất là đẹp, rất là hay luôn anh em. Cần thì ngon lành, ở đây nó cũng có xước miếng nha. Đây, khóa đây. Đó, anh em là chú trọng đến chất lượng đàn thì chơi cái này ngon lành rồi. Ok nha. Rồi, tất nhiên cái dòng đàn này nó không phải là cái dòng đàn thùng to, anh em hiểu không? Thì âm thanh đó là âm thanh bình thường chứ không phải là âm thanh sùm nha anh em. Anh em nào mà muốn lớn, muốn to hơn thì gắm vào âm ly chơi nha. Đó, gắm vào âm ly chơi. Ngon lành hết, mình đo các sành cho anh em coi nè. Cái này các sành đẹp. Dây số 1 nè anh em coi nè, dây số 1 đẹp nha, thấp hơn chuẩn nhiều anh em thấy không? Thấp hơn chuẩn rất là nhiều. Chuẩn là kéo dây lên cho anh em coi, chuẩn là đây nha, cái này thấp hơn miếng luôn. Dây 6 cũng vậy nè anh em. Đó, chuẩn là nằm trên này nha. Này thấp hơn chuẩn miếng nha anh em. Êm tay hơn cho anh em mình chơi.
Rồi mình test cần phím cho anh em coi đây. Rồi anh em nghe, nghe cái âm nó đã không? Cần phím ok nha anh em nha, không rè tẹt, không lỗi, không hư hỏng phím nào hết, nó giác sành nó rất là thấp, rất là êm luôn mà không rè tẹt, không lỗi vậy. Anh em biết cái cần nó êm ngon cỡ nào rồi nha anh em. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe và cảm nhận cái âm của đàn, âm mộc của đàn nha. Âm mộc của đàn rất là sạch, tiếng rất là đẹp luôn nè, ngon lành hết. Mình kết nối âm ly để anh em nghe cái âm của đàn khi nó kết nối âm ly. Tiếng ra loa rất là mạnh, rất dày và rất sạch tiếng luôn anh em. Chất lượng tốt, âm hay, ngoại hình đẹp, xuất sắc một chút xíu nha anh em nha. Thanh lý giá rẻ, mình có nói với anh em chất lượng của cây đàn anh em cũng thấy rồi đó, hoàn toàn là ngon lành hết, chất lượng tốt hết nha. Nó chỉ bị xước xát sơ và cái nắp pin của EQ thôi, thanh lý giá rất là tốt luôn anh em. 2.500.000 nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.